Tuấn, Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả. Và trước khi gửi đến quý vị quần quảng cáo, chúng tôi đang gửi đến quý vị một bản tin liên quan đến một vụ án mạng xảy ra ở Scarsdale, ngoại ô của thành phố New York. Nơi đây, người bác sĩ tên là bà Robin Goldman đang làm bác sĩ nhi khoa và thường xuyên lái vào New York, và với cái lợi tức và thừa hưởng tài sản của gia đình, chỉ vì thế hai vợ chồng sống trong một căn nhà bản tin không thấy là có con cái gì cả, và sống trong căn nhà nhiều triệu Mỹ Kim, gia đình rất là giàu có. Bản tin không cho biết được ông này làm gì. Thế nhưng sáng thứ tư vừa qua, ngày hôm qua, lúc 10 giờ sáng thì đột nhiên cảnh sát Scarsdale nhận được một điện thoại 911, và khi họ đến nơi, họ thấy ông tên là Jules Wright bần thần, và ông chỉ vào phòng tắm, và đi vào phòng tắm thì thấy thi thể của người vợ bà Goldman nằm trong vũng máu, bà đang tắm thì bị tấn công, và ngay lập tức cảnh sát thẩm vấn ông. Và nhìn trên bàn tay ổng thấy có một cái vết chầy xước và vết máu. Nghĩa là ổng giết vợ xong rồi, ổng rửa tay làm này nọ hết. Nhưng mà trong lúc tấn công đó, thì cái đấm có thể là đâm quá mạnh đi, cho nên cái bàn tay của ổng đã bị chầy xước và có rớm máu. Ngay lập tức cảnh sát còng tay ổng liền. Không cần thẩm vấn gì nữa đó. Còng tay ổng liền và ổng không cần nói gì nữa. Ổng nói là I want to talk to my lawyer. Ngay lập tức là ổng muốn có luật sư. Và cuộc điều tra đang tìm hiểu vì nguyên nhân nào, có phải là vì vấn đề tình cảm, tiền bạc hay không? Và đa số là như thế, phải không ạ? Vấn đề tiền bạc, ông có thể là muốn bà cho thêm tiền để đầu tư khi thị trường đầu tư chứng khoán của ông sụt giảm. Đó chỉ là những cái đồn đoán thôi. Hoặc là ông muốn giết bà vì lý do nào, có một sự tình cảm hay là bà bắt đầu ngoại tình như thế nào đó thì không biết được. Nhưng mà bây giờ thì ông đang bị truy tố tội giết vợ, thưa quý vị. Nhưng mà... kể từ đây về sau, mỗi khi quý vị nào mà đến Las Vegas để đóng tiền điện, mình gọi là đóng tiền điện cho vui đó, thì ngoài quý vị phải đóng tiền điện ra thì sắp tới đây quý vị sẽ cũng phải đóng tiền parking, tiền đổ xe cho tổng cộng là 12 khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn MGM Resort. Vô lý quá ha. Đó là tin tức mới nhất từ phát ngôn nhân của MGM Resort, nói rằng họ sẽ chuẩn bị có những cái hình thức sẽ thu phí đổ xe của quý vị. Cũng theo như bản thông cáo mà người này cho biết là những thu phí này sẽ không nhiều, khoảng dưới 10 đồng mà thôi, mỗi đêm. Dưới 10 đồng mỗi đêm, thưa quý vị. Bởi vì có nhiều người vào đây đậu mà không đánh bài. À, nhiều người nói như vậy. Nhiều khi mình đánh bài đó, mình lại cho ký một cái gì đó, họ lại cho phép mình ra để mà mình trả tiền lại đó cho mình nếu mình đánh bài. Và đại công ty MGM là tập đoàn, là công ty mẹ sở hữu rất nhiều những cái khách sạn nổi tiếng như là Aria, Bellagio, Circus, Delano, Excalibur, Luxor. Luxor, wow. Khách sạn MGM. Mười mấy khách sạn ở đó. Khách sạn. Và sau khi mà đưa ra thông báo này, đã có rất nhiều người ta không đồng ý với lại cái kiểu này. Thì người phát ngôn nhân lập tức phản hồi liền, nói là chúng tôi đề nghị thôi. Không, sẽ đã quyết định rồi, sẽ nhưng mà lấy cái số tiền đó để đầu tư thêm, xây thêm các bãi đậu xe, cũng giống như là build thêm những cái hệ thống an toàn cho xe, rồi họ nói bla 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 bla. Chỗ đâu mà xây? Đó, họ nói vậy đó. Thì ngay lập tức thì những người dân người ta mới có câu hỏi là liệu hàng chục khách sạn khác thì sao? Thì hiện tại bây giờ đó, thưa quý vị, chuỗi khách sạn thuộc tập đoàn mẹ đó là Caesar Entertainment thuộc 10 khách sạn lớn, trong đó có Hollywood Planet, Rio, Caesar Palace. Họ nói là họ chưa có quyết định gì, nhưng mà sẽ có thể là có một sự thay đổi nhỏ. Tốt nhất là cứ valet parking, thưa quý vị, đến để cho người tài xế lái xe cho mình đi, xong dịch ra mình trả vài đô la. Cũng rẻ lắm, đâu có gì. Vài đô la xong, thay vì quý vị phải trả 10 đô la đậu đổ xe. Cách đây vài ngày, hôm thứ ba, có bản tin buồn đến với nước Nhật, đó là cụ ông Kaido Koide, thưa quý vị, đã qua đời hưởng thọ 112 tuổi. Cụ Yasutaro Koide là người đàn ông được Guinness World Record ghi nhận là người đàn ông già nhất thế giới lúc đó. Thế nhưng như chúng tôi đã trình bày là chúng tôi vẫn chờ đợi để xem coi Guinness World Record sẽ đưa ra người đàn ông nào hiện nay trên thế giới là người thay thế vị trí của cụ ông Koide. Thế nhưng bên cạnh của ông Koide thì một người phụ nữ đang sống ở Mỹ này, đó là bà Irene Schiaffoletti,
111 tuổi. Đó là ghi nhận theo bản tin trong thời gian qua và là người phụ nữ sống lâu nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên dựa trên bản tin này thì chúng ta mới thấy được một cái tin vui. Với cái kỹ thuật và khoa học ngày nay càng ngày càng tiến bộ và với nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ là kêu gọi từ trẻ em đến người lớn phải giảm đường, giảm muối để mà ăn uống điều độ, tập thể dục. Và đây là con số 100 để cho thấy rằng càng về sau này người dân Mỹ sẽ sống thọ. Và chúng ta sẽ thấy danh sách của những người 100 tuổi càng ngày càng nhiều. Bây giờ đố anh Tuấn cái này cho nó vui vui thôi và đố quý khán thính giả. Độc thân và có vợ, ai là người sẽ sống lâu hơn ai? Một cụ ông ở Nhật Bản, ông ta đã chết cách đây năm ngoái rồi. Thì ông ta nói là hãy không cưới vợ. À, ông ta nói vậy đó, tại vì ông ta sống tới hình như là 116 tuổi nếu như em nhớ không nhầm như vậy. Thì ông nói là hãy sống vui tươi và đừng có vợ, tại vì ông ta nói có vợ phiền lắm. Thưa quý vị, câu đó thì có thể đúng với những người trên 100 tuổi. Nhưng mà đối với tuổi thọ, thì một cái nghiên cứu họ thấy rằng người độc thân sống không thọ bằng người có vợ chồng. Lý do đó họ giải thích khi mà vợ chồng đó thì thứ nhất đó là tinh thần nó, nghĩa là đối với vợ chồng là đừng có cãi nhau. Đúng, nhưng mà đôi khi cãi nhau nó cũng trở thành một cái điều tốt, phải không ạ? Bởi vì nói tức là mình hoạt động. Họ cục nghiên cứu họ thấy là với những gia đình mà có cặp vợ chồng sống đó thì thường cái tuổi thọ họ cao hơn những người sống độc thân. Có thể là vì là buồn, nhưng mà quan trọng hơn cả đó là ông bà chăm sóc cho nhau. Vì hai người chăm sóc cho nhau, và họ nói đó là một trong những yếu tố để quyết định cái tuổi thọ của mình gia tăng. Và càng ngày thì người Mỹ càng sống thọ hơn. Cái tuổi vượt quá 82 tuổi, đây là một công ty chuyên môn cố vấn về đầu tư tài chính cho quỹ hưu bổng. Thì họ nói lý do là họ phải đưa ra cái quyết định này bởi vì họ muốn những người đầu tư đó nên cẩn thận khi rút tiền ra. Bởi vì nếu quý vị rút tiền ra từ quỹ đầu tư của mình không cẩn thận đó thì cái tiền an sinh xã hội của mình sẽ không đủ. Lý do đó là quý vị sống càng ngày càng thọ hơn, và đa số là những người sống trên 82 tuổi. Và thậm chí trong bản nghiên cứu đó, cặp vợ chồng họ sống có thể lên đến 92 tuổi luôn nữa so với người đàn ông độc thân. Độc thân thì đôi khi buông thả, và quan trọng hơn cả đó, một mình buồn đó. Và nhất là khi mà lên bệnh đó thì không có người chăm sóc. Mà nếu mà không có chăm sóc đó thì cái bệnh nó sẽ kéo dài. Mấy đó nó bệnh nhỏ thôi, cảm cúm thôi, nhưng mà từ từ bắt đầu nó lây lan sang các cơ phận khác. Và khiến người đó nó càng ngày cái tinh thần và cơ thể của họ suy sụp. Không còn là 60 năm cuộc đời nữa mà 90 năm cuộc đời thôi quý vị. Trong lúc đó thì sáng ngày hôm nay thì cho nên anh Tuấn nói cẩn thận. Phải sống có một người cạnh bên. Phải có chứ, chắc chắn phải có chứ. Amazon vào sáng ngày hôm nay họ sẽ thông báo là tất cả những quý vị khán thính giả nào mà mua cái hoverboard ở trên Amazon đó thì bây giờ cho dù quý vị đã quá hạn 30 ngày có thể refund. Amazon sẽ refund, no question asked. Đó là theo như người phát ngôn nhân của Amazon cho biết là như vậy. Trước khi mà đối mặt với những cái lệnh cấm của các cục an toàn về công nghệ của Hoa Kỳ, người ta đã có những cái án mà cấm tất cả các loại hoverboard sử dụng trong trường học và một số những cái khu dân cư. Thì ngay bây giờ nếu như quý vị nào không vừa lòng với chiếc hoverboard của quý vị đang sử dụng thì hãy liên lạc ngay với Amazon liền, và lập tức Amazon sẽ refund 100% tiền của quý vị. Liệu không biết là Amazon có cho mình giữ lại hay không thì điều đó không biết. Tôi nghĩ đó, trong vài tháng nữa là họ sẽ thu có những cái hoverboard tốt hơn, bởi vì họ đang nghiên cứu được một cái cục pin không bị cháy nữa. Cuối cùng, một cái tin tức thật là ngọt ngào gửi đến anh Tuấn và quý khán giả. Quý vị đến New York ngày hôm nay thì đây là những, không biết dùng cái chữ gì ha, một cái xô kẹo, một cái xô cà rem đủ màu sắc. Và quý vị có thể tưởng tượng $15 cho một cây cà rem này. Em tưởng đó $15 là cho một xô. $15 ở tại New York mà nó ngon đến độ mà người ta nói hàng mới mở một tiệm thôi mà hàng dài, nó xếp thật là dài. Bởi vì nó mùi vị nó quá hấp dẫn, và họ nói rằng ăn một cây không đủ đó. Đây quý vị thấy không? Một cái ly, một cái xô bự, thật bự khổng lồ.
Vâng, ăn hết một cây này thì chắc chắn đường lên rất cao và cái nguy cơ không sống nổi tới năm 80 tuổi là chắc chắn xảy ra. Thế nhưng người Mỹ họ vẫn indulge, tức là họ nói không, tôi bỏ 15 đồng, tôi ăn tí cho nó vui ở trên thôi. Rồi hoặc là 4-5 người bạn trẻ chia nhau một cây cà rem 15 đô. Bao giờ thì quận cam chúng ta có? Chắc chắn là có thể trong tương lai không có giá 15, có thể khoảng 7-8 đồng thôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mong quý vị tiếp tục giữ băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 để theo dõi các chương trình thường lệ của đài ngay sau đây. Dạ vâng, và xin cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại vào ngày mai. Và 11 giờ nay chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình Tìm Người Thân.